Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đang điều tra về vụ một viên chức của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Giang bị cáo buộc là sửa bài thi và dùng máy điện toán nâng điểm thi cho hàng trăm thí sinh trong cuộc thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Ông Vũ Trọng Lương là phó trưởng phòng khảo thí của Sở Giáo dục Hà Giang bị cáo buộc đã nâng điểm cho hơn 300 bài thi, với mỗi bài thi được nâng từ 1 cho tới gần 30 điểm. Vào ngày 27 tháng 6 vừa qua, thì ông Lương bị cho là đã dùng máy điện toán đưa kết quả vào nhiêu liệu Excel rồi sửa điểm các bài thi trong thời gian thực hiện được cho là trung bình khoảng 6 giây cho mỗi bài. Sau đó thì ông Lương bị tố cáo là đã rút bài từ các túi đựng bài thi tại phòng thi thuộc trường chuyên Hà Giang ở mang về cho sở giáo dục. Tại đây ông tẩy xóa các bài thi bằng tay trong vòng 2 giờ đồng hồ. Truyền thông trong nước cho biết là máy quay phim giám sát tại sở giáo dục Hà Giang đã ghi lại hành động của ông Lương. Các nhân viên điều tra cũng tìm thấy trong điện thoại của ông Lương có nhiều tin nhắn nhờ sửa điểm thi. Tuy nhiên thì một giới chức Bộ Công an Cộng sản Việt Nam nói với báo chí hôm thứ Ba rằng một mình ông Lương thì khó có thể sửa hết được 300 bài thi trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Giới chức này cho hay công an đã thử cho 10 người sửa bài thi theo cách của ông Lương và họ mất khoảng 8 giờ đồng hồ thì mới làm xong được.